mà Thông là người có duyên với cái cây này. Thì như vậy thì phải nói là một cái cây rất là hiếm hả? Rất hiếm, dạ. Rất hiếm. Mà khi mình kiếm nó được, mình đào nó được, mình đào nó một cái cây này mà chuyển ra tới hồi xe là cô tưởng tượng nó nặng cỡ nào. Dạ, cho nên là bây giờ em đã hiểu lý do vì sao mà anh Đăng Nguyễn nói là anh là ăn ngủ với cây. Đúng, đúng rồi. Và em nhìn thấy trong vườn của anh thì có rất là nhiều cây California juniper. Đúng, đúng. Có phải là anh có một cái đam mê đặc biệt với cây này không? Thật sự cách đây khoảng Thông mới vào chơi khoảng 16 năm. Mà khi bắt đầu vào chơi mà quen được với ông cụ Harry Harrow như Thông đã nói đó, mừng ghê lắm. Mình mừng là bởi vì trong cái sự đam mê của mình, trong cái sự thích thú của mình, để mình muốn quen ổng để được ổng dẫn đi đào cái cây này. Mà khi được dẫn ổng, quen với ổng rồi ổng dẫn đi đào cái cây này, thì nói thiệt với cô, 40 tiếng một tuần minimum, có nghĩa là mình đi làm đó. Sau cái trách nhiệm có một người đàn ông với trong gia đình, sau cái trách nhiệm là tối thứ bảy bắt đầu, tối hôm đó là 2 giờ khuya thứ bảy mình sẽ đi với ông cậu, mà đêm đó ngủ không được, nó nôn ở trong lòng á, nó đam mê là cũng như là đi gặp người yêu, cũng như là đi gặp người yêu vậy. Cô có người yêu sao cô biết? Nghe anh tả như là đi gặp người yêu. Đúng, thật sự mà nói vậy, nó đam mê lắm, nó chập chờn mà ngủ không được, mong cho tới giờ để mình được lên xe đi. Lên tới chỗ là nó mừng lắm cô, mừng lắm. Đi kiếm cây mà lên đó nó vui lắm, khí hậu ở trên đó nó trong lành, nhưng mà trên đó đó nó toàn là cái cây này không, cho nên tôi giờ đó con ngửi thử cái mùi cây này. Đặc biệt cái chỉ có cái juniper cái loại này nó mới có cái mùi thơm đó, mùi thơm vô cùng. Thì khi lên núi đó cái mùi thơm của nó thơm đó, tại vì nó toàn là cái cây này không. Mà nó trong lành, cho nên nó đẹp lắm, núi nó cao trùng đẹp nó đẹp lắm cô. Cho nên tôi thì cái máu thích outdoor nữa, mà cũng đam mê với cái cây này thì thích thú vô cùng. Tiếp đi với ông tiếp từng khoảng chừng 6-7 năm thì một cái số cây này thông đào trong cái lúc đó. Cái cuối tuần là cứ đi với ông. Cứ cuối tuần là đi. Cứ cuối tuần là nhưng mà như vậy thì có phải tất cả những cây anh đào về là đều sống hết không anh? Mình nói riêng về cái cộng đồng Việt Nam và riêng với những người ngoại quốc ở trong cái Cali này, ai cũng đều thích đi cái cây này. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ bỏ cuộc hết. Bởi vì phần đa số như Thông nói là 2 giờ khuya đi, 5 giờ chiều tới 7 giờ mới về tới nhà là mười mấy tiếng đồng hồ. Một ngày. Tại Mojave Desert xa lắm. Mà khi mình kiếm được cái cây mà để mình build được, nó trở thành cái bonsai á, chứ không phải lên đó là cây nào của nó cũng giống cái bonsai không. Mình kiếm một cái cây để mình tạo dáng được nó rất là khó, có nghĩa là kiếm cây đẹp nó khó. Mà khi mình kiếm được rồi á, mình về mình trồng á, 90% chết. Wow. Dạ, 90% nhưng mà chết thời rồi. Gian có phải là nghe nói cả năm mới biết được là cây có sống đúng không anh? Đúng, có nhiều cây mình về mình để đó, nó mình không có, tại vì cái lá cái loại cây này nó chết, nó cái lá nó cũng không có khô giống như cây lựu, cây chanh. Cho nên mình cái nó cái eo uột vai vậy đó. Mình cái trông đợi. Đó, cái trông đợi nổi, trông đợi không mà tóc Thông nó bạc. Trông đợi bạc là vì cây chứ không phải vì cây mình đam mê với tóc bạc hồi nào không hay. Nôm na là như vậy, cho nên đó là cái sự đam mê, phải có cái kiên nhẫn. Cho em hỏi là trong vườn của anh thì có tổng cộng là bao nhiêu cây bonsai ạ? Thật sự thì mình không có đếm tới, câu hỏi rất là bất ngờ, nhưng mà cũng hơn 100 hả? Phải nói là cũng khá nhiều đấy, cũng khá nhiều. Em nghĩ là phải hơn 100 thì khoảng 100 cây. Như vậy thì với cái số lượng nhiều như vậy thì anh cứ tiếp tục trồng, cứ tiếp tục nuôi, nhưng mà anh không có bán đi, có phải không ạ? Không, Thông thì cái đam mê thật sự mình kiếm một cái cây nó khó quá, nó cực kỳ, mình o bế nó, mình thương nó. Mỗi lần đó, có đôi khi có những người bạn họ không có, họ ao ước,
Thì họ tới, họ nói thôi chú Thông, những người giống như đàn anh á, chú Thông thôi, tôi để cho tôi một cây tôi chơi được rồi. Thì cái nồi khi bạn bè thân quá, mình ổng nói vậy rồi mình thấy mình cũng cầm lòng không được. Cái đôi khi mình để cho ổng một cây về ngủ không được. Nó buồn tại vì mình mất đi một cái tác phẩm. Tại vì cô thấy ví dụ trong vườn mỗi cây cô thấy cái dáng nó khác nhau hết rồi nghe, thấy mỗi cây một cái dáng nó khác nhau. Dạ, chính vì cho đi một cây thì buồn quá, buồn. Không ngủ được, thành ra mất là giữ hết. Buồn thiệt cô, tôi buồn, tôi nhớ. Ra ngoài cây này thì còn những cây nào đặc biệt ạ? Chúng ta có thể đi qua sang bên kia. Đây cũng là một cái cây California nhưng mà cái dáng này, cái mà cái dáng thác đổ đó cô. Cái dáng thác đổ. Một cái cây California Juniper này đó, mình kiếm một cái cây cái dáng thác đổ mà cái tàn từ đây trở xuống vô cùng cực kỳ, không có. Tại vì thường thường là nó có chùm ở dưới thôi. Cho nên cũng một, may mắn. Một cái dáng rất là đẹp, và còn cây bên cạnh này thì lại mang một cái dáng khác nữa. Đã, cô thấy mỗi cây mỗi dáng. Đã, cũng như cái cây này. Cái cây này à, anh thấy cái cây này nó cũng là một cái loại cây, nó cũng là California Juniper, phần đông là trong vườn của thăm California Juniper. Ví dụ cái cây này thấy nó rất là già nua, mình nhìn thấy cái dáng của nó rất là già nua. Cho nên có đôi khi mình cứ ra, thỉnh thoảng mình ra mình đứng gần một cái cây già để mình thấy mình trẻ hơn chút. Đây là cũng phần kết, còn đây là một cái rừng. Dạ, em thực sự là thấy anh có đam mê với lại California Juniper. Phần lớn cây quanh ở đây là California Juniper. Còn đó. Cái cây bên kia thì có cái dáng giống như là cái đầu con rắn hả? Đúng. Cái cây bên này nó có những cái chiên chết, những cái thân chết. Nó giống như là mấy con rắn nó nằm ở đó vậy đó. Cái đây là nó là cây Simbaku. Cái này là nó là Simbaku, cô thấy cái lá của nó khác cái lá này. Cái lá nó nhỏ hơn. Cái lá nó nhỏ hơn. Đó, nó là một cái Simbaku. Đây. Ví dụ như cây này là tên gì ạ? Black Pine. Black Pine là cây này Việt Nam kêu bằng cây hát tùng đấy. Cây hát tùng. Ở đây một cây bên trong nó cũng là loại cây Black Pine. Cây này so với cây California Juniper thì có khó hơn không anh? Cái thằng Black Pine á, chơi nó phải technique. Mình train nó kỹ hơn cái thằng kia. Thằng này á, mình busy, mình bận nó nhiều hơn. Là hàng năm, 1-2 năm, hoặc 3 năm, nó tùy theo mình tưới nước, tùy theo cái cây phát triển. Mình phải thay đất nó một lần. Mình phải thay đất. Tại vì rễ nó ra lẹ lắm. Nhanh lắm. Nó sẽ bị bo rút, bị đầy rễ. Bị đầy rễ thì nước nó thoát không được. Nó có thể chết bất cứ lúc nào. Như vậy thì theo như chia sẻ của anh thì em thấy là khi mà mới bắt đầu chơi bonsai thì người ta thường chọn những cây là đơn giản như là cây bông giấy, như là cây olive, bởi vì dễ chăm sóc nè, rồi tốn ít thời gian và tốn ít tiền nữa khi mà đã. Nhưng mà đã khi có công phu, anh Đa Nguyễn dùng từ là công phu, thì khi mà công phu nhiều hơn rồi thì người ta thường là chọn những cái cây khó hơn. Như vậy thì cảm thấy mình mới feel được, đúng không anh? Thì thưa anh, là rất cảm ơn những chia sẻ của anh vừa rồi. Thời gian dành cho chương trình cũng đã sắp hết rồi, thì không biết là anh có điều gì nhắn gửi đến khán giả của Sài Gòn TV, những người mà đang muốn chơi bonsai hoặc là vừa bắt đầu chơi bonsai. Thật sự mà nói thì cái về cái nghệ thuật bonsai thì tùy theo của mỗi người, cái khả năng của mỗi người, cái hoàn cảnh của mỗi người. Thì cái thích thú mỗi cá nhân nữa. Thì khi ví dụ như mình mới chơi, mình không có gì thì mình cái dễ nhất là bông giấy, ô liu. Rồi cớ đá tới cái cây Rotada Juniper, mấy cái nursery để nó có bán. Đó. Thì mình mua về, nếu mà thật sự mình muốn chơi, mình mua về, mình học từ mấy cái cây đó. Mình học
mình trải tàn, mình phân tàn ra, mình trải tàn để mình tạo một cái dáng bonsai. Thì đó là bắt đầu mình bắt đầu chơi, nó dạng tay hơn. Thì khi mình, nếu thật sự mình cảm thấy mình đam mê, mình thích thú, thì cái level mình bước lên, cái bước lên từng step by step, nó từng cái level. Thì cho nên bây giờ trong hội Việt Nam của mình, là hội cây kiểng Việt Nam, nó cũng có nhiều cái level trong đó để để chơi. Mới, cũ, cởi cả, mấy chị cũng có chơi nữa. Có nhiều chị chơi rất là hay. Và được biết là có nhiều bạn còn rất là trẻ nữa. Có nhiều bạn rất là trẻ. Thì hiện bây giờ có mấy em nó cũng theo học dưới thông, nó cũng mới ba mấy tuổi à. Nhưng mà nó rất là rất thích. Thông hy vọng là mấy đứa đó nó sẽ bước theo cái con đường chơi về nghệ thuật trong cái cộng đồng Việt Nam của mình. Thì tóm lại, quý vị nào có hứng thú thích chơi bonsai thì cứ đến thử cái hội của Việt Nam mình. Một tháng có một ngày, tuần của thứ ba của một tháng, ngày Chủ nhật, đến với cái hội quán để mà coi cái về cái sinh hoạt của cái hội mình cách thích hay không. Rồi trong hội sẽ có những anh em để hướng dẫn làm sao để trở thành cây bonsai rất là tận tình. Xin cảm ơn anh, ơn anh về những cái chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Thưa quý vị, hy vọng là với sự chia sẻ của anh Đan Nguyễn cũng như là anh Thông Phạm vừa rồi, quý vị sẽ hiểu thêm được về chơi bonsai ở Little Sài Gòn, một cái môn chơi tao nhã giúp ích cho đời sống tinh thần. Khi có một tinh thần vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc thì chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và từ đó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và xin kính chúc quý vị có một ngày bình yên, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.